arata nang mo sa thang utap nang vahupasamanang tham mate che na so thi na na sang tu pa da va sap be pa ya vu pa sai sakatwa sang garata nang mo sa thang utap nang varang ahu nay yang pa hu nay yang sang tha te che na so thi na na sang tu pa da va sap be ro ga vu pa sai Tù tê. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những khổ não của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Phật, nhờ lòng bảo là nguồn lợi ích tối cao của chư thiên và nhân loại. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những lo sợ của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Pháp, nhờ lòng tôn kính Pháp bảo như món linh dược quý cao là Pháp trấn định điều phiền não. Xin cho tất cả điều nguy khốn được tiêu tan, những bệnh hoạn của người đều yên lặng nhờ sự vinh quang và vẻ uy linh của Đức Tăng, nhờ lòng tôn kính Tăng bảo như món linh dược quý cao đáng để cho người cúng đường và quan nghênh tôn trọng. Si tham ma thu si tham thu si tham ma thu y đăng phá lăng e ta smrata na ta yasmin sambasada na che ta so cầu xin cho quả của tâm thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thú sa thú huynh. Kevin Nater đọc kinh để báo tam bảo rất đầy đủ, hoàn toàn rất là tán thán huynh. Những người mà chưa từng đọc phải học những cái điều này để mà làm cho đúng như vậy. Có thể có tăng khác họ có thể giảm, họ chỉ làm bớt đi, nhưng mà cái này là nguyên sư học thì nó đầy đủ là như vậy. Cảm ơn chư vị đã lắm nghe. Thưa sư phụ chân tâm, con xin trao mai này cho sư phụ để sư phụ giảng dạy cái chương trình theo ý của sư phụ đã đề nghị. Dạ con chân thành tri ân chư vị nghe. Con xin mời sư phụ thanh tâm cầm mai. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin kính đảnh lễ sư thanh tâm sư minh thông. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Hôm nay trong người của sư thanh tâm không được khỏe, dạ sư sẽ không cầm bút ra được. Dạ con kính đặt sư minh thông. Dạ con thấy bây giờ cũng là 25 và hôm nay chị Kim Nhung chị bận không vào lớp được. Nguyên như không biết là Kevin có thể thay thế chị Kim Nhung, có thể boss lại 8 cái tâm tham bằng tiếng Pali để mình tập đọc với nhau trước khi mình vào bài học ha Kevin. Mình 4 với 4 thì mọi người có thể lên đọc trước khi mà mình vào bài. Dạ sa thú, Nguyên như xin mời Kevin. Dạ kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể làm đầu tàu để đọc trước cho tụi con. Sư có thể đọc lần đầu 8 cái tam luân vật rồi tụi con mới mỗi người đọc sau. Dạ. Sao chưa thấy boss hết rồi? Hình như có 4. Xin đọc trước. Akusala chitta nita thakatama kama vachang vacharang so magatang dik thigata sambayang asang ekang so manasa sahagatang dik thigata sambayuta sangkarikang ekang tang dat vip batang angkari kang e kang nasa sagatang di tigata vip bajang sa sangkari kang e kang nam upeka sagatang di tigata bayutang asangkari
tăng ấy u bế kha sa gat ta thì gat ta kha ri căng ri căng u pa sa gat ta ga vi tăng ri căng kha vi ở dữ tăng sanh kha ấy căng xong rồi có lẽ là thật nhanh thành không biết là chuyện chưa bị không hãy nếu lá cần thì sư sẽ đọc xin tâm cho sư phụ thanh tâm dạ hay là dạ Nguyên Như xin kính mời chư vị trong đạo tràng có thể tuần tự lên đọc. Dạ mời Nguyên Trang với Ca Vinh với anh Lý nha. Dạ Nguyên Như xin xuống mic ạ. Năm Bích Tha Giá con kính đảnh lễ con Đức Phật Pháp Đức Tăng và con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, kính đảnh lễ sư Nguyên Ông, kính đảnh lễ sư Tôn Đức Tăng Ni và con kính chào toàn thể đạo tràng. Xin đọc bài Akusalacha Nitakakatama Kama Vacharang một Sanasan Tithigata Sambayut Tang Sangkang Ekang 2. Somanas Sasahagatang Tithigata Sambayut Tang Sasangkarikang Ekang 3. Somanas Sasahagatang Tithitavipayut Tang Asangkarikang Ekang 4. Somanas Sasahagatang Dithigata Vipayuttang Sasankharikang Ekang 5. Upekha Sahagatang Dithigata Sambayuttang Asankharang Ekang 6. Upekha Sahagatang Dithigata Sambayuttang Sasankharikang Ekang 7. Upekha Sahagatang Dithigata Vipayuttang Asankharikang Ekang 8. Upekha Sahagatang Dithigata Vipayuttang Sasankharikang Ekang 9. Dạ con đã đọc xong ạ. Kính mời bàn tay của anh Lý. Mai Nam Mô Khải. Dạ, con xin kính lễ sư Thanh Tâm, con xin kính lễ sư Nguyên Thông và con xin chào toàn thể đạo tràng. Dạ, đọc tiếp theo phần nào đi hả Mỹ? Như Mỹ là người post bài phải không? Từ đầu, ok, để chờ chút xíu. Phần Akusala Chitta Anittatha Katamma Cầu quá cho rằng đúng không mình? Ok, hãy đọc tiếp. Somanasa Sahagatam Dithigata Sambayuttam Asankharikam Ekam Somanasa Sahagatam Dithigata Sambayuttam Sasankharikam Ekam Somanasa Sahagatam Dithigata Vipayuttam Asankharikam Ekam Somasahagatam Dithigata Vipayuttam Sasankharikam Ekam số 5 Upekha Sahagatam Dithigata Vipayuttam Asankharikam Ekam 6 Upekha Sahagatam Dithigata Vipayuttam Sasankharikam Ekam Upekha Sahagatam Dithigata Vipayuttam Asankharikam Ekam Upekha Sahagatam Dithigata Vipayuttam Sasankharikam Ekam Ti. Dạ, con xin nhường. Cảm ơn Mỹ đã post bài và xin nhường mic là cho người kế tiếp ạ.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca, Nam mô. Dạ con kính đảnh lễ sư Tam Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ quý sư quý cô, con kính chào đạo tràng. Dạ con xin đọc tám tâm tham. Akusala citta nitattha katama kama vacharang. Một, somanas sasahagatang dittigata sambayuttang asankharikang ekang. Hai, somanas sasahagatang dittigata sambayuttang sasankharikang ekang. Ba, somanas sasahagatang dittigata vipayuttang asankharikang ekang. 4. So manas sasahayatang dittayatavipayuttang sasang a rikang ekang. 5. Upekha sahayatang dittayatasambayuttang asankharikang ekang. 6. Upekha sahayatang dittayata sambayuttang sasankharikang ekang. 7. Upekha sahayatang dittayata vipayuttang asankharikang ekang. 8. Upekha sahayatang dittayata vipayuttang sasankharikang ekanti. Dạ con xin xuống nhé. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sang Thầy, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính chào đạo tràng và con xin trả bài. Akusala citta ni tattha katta katama kama vacharang so manasa sahagatang ditthi gata sambayuttang asankarikan ekan. So manasa sagatan ditthi gasambayuttan sasankarikan ekan. Ba, so manasa sagatan ditthi gatavipayuttan asankarikan ekan. Bốn, so manasa sagatan ditthi gata vipayuttang sasankarikang ekang. Năm, upekha sahagatang ditthi gata sambayuttang asankarikang ekang. Sáu, upekha sahagatang ditthi gata sambayuttang sasankarikang ekang. 7. Upekha sahagatang thigata vipayuttang asankarikang. 8. Upekha sahagatang dittigata vipayuttang sasankarikang ekanti. Nhường mic cho vị kế tiếp á.
Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Thanh Tâm, con xin đảnh lễ sư Nguyên Thông, quý sư cùng quý cô tu nữ và toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc thử tám tâm. Akusala citta ni tattha katta kama charang một so anasasaha hagatang tigas sam tang asankari ekang hai so manasa sahagat ditti gat yutang sasankhari kam ekang ba so manasa sahagatang ditti gat vipayutang asankhari kam ekang bốn so manasa gatang ditthi gata vipayutang sasankharikam ubekha sahagatang ditthi gata samyutang asankharikam ekang sau ubekha sahagatang ditthi gata sa tassambhutang sasankharikam ekang bảy ubekha sahagatang ditthigata payutang asankharikam ekang tám ubekha sahagatang ditthigata vipayutang sasankharikam ekang tí. Dạ con xin xuống mic ạ. À Quỳnh, có cái chữ mà e căng đó con, chữ a m chữ chấm thì đọc là e căng a n, cái âm là a n chứ không phải là e căng. À bây giờ mời quý vị nghe sư sẽ đọc lại chậm lại. Akusala citta nitattha katama kama vacharang so manasa sahagatang dittigata sambayutang asankharikang kang so manasa sahatang dittigata sambayutang sasankang e so manasa sahagatang dittigata tigata bayutang asankharikang ekang so manasa sahagatang dik tigata vip bayutang sasankharikang ekang su nam upekha sahagatang dik tigata sambayutang asankharikang ekang su sau upekha sahagatang dittigata sambayutang asankharikang ekang upekha sahagatang dittigata vipayutang asankharikang ekang sutam upekha sahagatang dittigata vipayutang sasankharikang ekang ti. Dạ bây giờ mời quý vị đọc tiếp.
Dạ, mô Phật, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm, con kính đảnh lễ sư Nguyên Thông. Dạ, con kính chào đạo tràng, con mới vừa vô lớp. Giờ rồi con xin đọc đáp tâm tham. Không biết có đúng không nữa, con mới vừa vô, để con coi coi bài. Dạ, hôm nay không biết ai bót bài nữa, làm ơn vui lòng bót bài cho con thấy à. Alo, dạ đạo tràng có nghe con không vậy, âm thanh của con không vậy? Dạ Nguyên, alo Nguyên Trang, cho anh xin bài đi Nguyên Trang. Ủa, anh không thấy bài anh Mỹ ơi. Dạ, con xin đọc tám tâm tham ạ. Lô pháp mú lá chí tá. Số 1. Sô ma ná sa ná gá tăng, đít thí gá ta sầm bá yút tăng, á sầng khà rí cằng, em. Tâm tham thọ hỷ tà vợ. Số 2. Mana sa ga thi ga ta sam ba yut tang sa sang kha ri kang e kang. Tâm tham thọ hỷ hợp tà hộ. Câu số 3. So mana sa ga tang đích thi ga ta sa yut tang. Đích thi ga ta quýt ba yut tang. Á sang kha ri kang e kang. Tâm tham thọ hỷ ly tà vô trợ. Số 4. Sô ma ná xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá dút tăng xá sằng khà rí cằn ê cằn. Tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Câu 5. Ép ú bét khà xá há gá tăng đích thí gá tá xá dút tăng á sằng khà rí cằn ê cằn. Tâm tham thọ xả hợp tà vô trợ. Câu số 6. Ép ú bếch khà xá ná gá tăng đích thí gá tá sầm bá yút xá sằng khà rí cằn ê cằn. Tâm tham thọ xả hợp tà hỗ trợ. Số 7. U bét kha xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá yút tăng á sằng khà rí cằn ê cằn. Tâm tham thọ xả ly tà ở. U bét kha xá há gá tăng đích thí gá tá quýt bá yút tăng xá sằng khà rí cằn ê cằn tí. Tâm tham thọ xả ly tà hỗ trợ. Dạ con xin nhường mic cho đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ con không biết đạo tràng còn có vị nào lên đọc nữa không ạ? Dạ nếu mà không có vị nào thì Nguyên Trang mời Nguyên Như ha. Dạ. Nguyên Trang kính mời bằng tay Nguyên Như nha. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Tham Mây. Nam mô Sang Khai. Dạ. Bây giờ là cũng là 9:48 rồi. Dạ sa Nguyên Như sa thú chư vị đọc bài. Nguyên Như thấy hôm nay có anh Giang Nhất Hà lên đọc lần đầu tiên mà cũng rất là hay mà rất chắc chắn. Dạ sa thú. Mấy bữa sau anh giơ tay lên đọc với lại lớp nha anh Giang. Dạ.
Dạ, bây giờ Nguyên Như xin bắt đầu vô bài học của ngày hôm nay. Hôm bữa là mình ôn qua cái phần về cái tám tâm tham, và mình phân tích mỗi cái tâm tham vừa thọ hỷ, vừa thọ xả, vừa hợp tà, vừa ly tà, vừa vô trợ, vừa hữu trợ. Cái phần cuối đó thì mọi người hay lớn, mọi người mình lớn cấn cái chỗ mà ly tà đó quý vị. Thì Nguyên Như có hỏi thầy kinh thì thầy kinh bổ sung thêm một số chi tiết. Nguyên Như đọc lại cho cả nhóm ôm ha. Cái chỗ mà cái nốt của cái phần tâm tham á, là khi chúng ta khởi lên một cái lòng ham muốn mà lúc chúng ta có một cái tư tưởng sai lầm. Thí dụ như là mình khởi tâm tham mà mình lấy cấp đồ của người khác, mà nếu mà mình cho ra là cái điều đó không có sai á, thì cái đó là hợp tà kiến. Tự vì mình ăn cắp mà mình nghĩ nó không có đúng thì cái đó là hợp tà kiến. Cái trường hợp thứ hai đó là mình thấy cái điều đó ăn cắp là sai mà mình làm, thì cái trường hợp đó gọi là ly tà. Thì trong cái phần ly tà thì thầy kinh chia ra có ba cái nguyên nhân mà mình gọi nó là ly tà. Cái nguyên nhân thứ nhất giống như Nguyên Như vơ mới vừa ăn cắp đồ, đi vào chùa lại thấy một trái cốc, trái bưởi, trái táo gì không biết để trên bàn mà bóc bỏ vô trong túi hay bỏ vô trong giỏ mà mình thấy cái chuyện đó ok, thì cái đó là hợp với tà kiến. Cái đó là hợp tà kiến, mà mình thấy cái điều đó là sai rồi, mình biết ăn cắp là trật mà mình vẫn bỏ vô trong giỏ của mình, thì cái đó ăn cắp ly tà, trường hợp thứ nhất. Một cái nữa là khi mà mình ăn uống bình thường, giống như mình về nhà, mình đi làm mệt, mình về thấy ông xã hay bà xã mình có làm một cái mâm bánh bao gì đó, về mình thò tay vô, mình lấy, mình ăn với một cái tâm tham, mình thò hay mình vui, thì cái chuyện đó đó nó cũng gọi là ly tà. Tự vì cái chuyện mà ăn uống mình thích đó, nó không có liên quan, không có liên gì với cái chuyện tà kiến, thì cái đó cũng gọi là, nha quý vị. Thí dụ mình vô trong cái tiệm, mình thấy một cái áo đầm đẹp hay là một cái đôi giày đẹp, rồi mình thích quá, mình mới móc tiền ra mình mua, thì cái đó cũng gọi là ly tà luôn. Một cái trường hợp nữa là nếu mà không có tà kiến thì cũng gọi là ly tà. Tức là ly tà nó chia ra ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là biết sai vẫn làm là ly tà. Cái trường hợp thứ nhì không có dính dáng gì tới cái chuyện cái chuyện giống như sinh hoạt hàng ngày của mình thôi, mà mình làm mà mình thích á, thì gọi là ly tà. Cái chuyện thứ ba là nó không có tà kiến ở trong đó thì nó cũng gọi luôn. Tức là thầy nhấn mạnh có ba cái điểm như vậy. Còn về cái hợp tà thì chỉ có một cái thôi. Cái hợp tà tức là mình hiểu sai đó là hợp tà rồi. Rồi Nguyên Như đi qua cái phần đó ha. Bây giờ mình sẽ đi vào phân tích ra bốn cái nhân sanh ra tâm tham. Bốn nhân sanh tâm tham thì cái thứ nhất là khi mà tục sanh mình có nghiệp tham theo bè đảng. Và Nguyên Như xin lặp lại là khi mà tục sanh thì có nghiệp tham theo bè đảng. Khi mà thầy giảng giải ra đó thì những cái người mà mình làm phước từ hồi kiếp trước, thì khi mà người ta làm phước đó, người ta xin cầu khẩn là khi mà con làm một cái món phước này thì kiếp sau con sanh ra con được làm người đẹp, con làm người giàu sang, con được sinh lên cõi trời, giống như mình làm mà mình xin mình nguyện này kia đó, mình làm có cái tư tưởng là mình muốn hưởng dục lạc, hưởng cái lạc thú của nhân thiên, thì khi mà mình làm như vậy á, khi mà mình tái tục mình sanh ra lợi trong cái kiếp này á, thì tự nhiên có cái nhân tham sẵn ở trong cái tâm của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ nhì là đời trước á, đa tham, tức là những cái người như thí dụ như là
là những cái vương công tử, những cái vị hoàng tử, rồi những cái đế vương trong cái thời đại Tào, hay là những cái hồi xưa mình có phim đó quý vị, thì mới vừa sanh ra là cái gì cũng tham đắm trong lục dục, rồi hưởng từ nhỏ cho tới lớn như vậy, tham đắm quen rồi đó. Thì thí dụ những cái người đó mà chết đi á, thì cái tâm tham mà móng nó quen như vậy rồi, thì ra kiếp này họ cũng sẽ tham giống như vậy, tự vì nó quen giống như là thường cận y duyên vậy đó quý vị, thì nó dễ phát sanh hơn người bình thường. Rồi cái nguyên nhân thứ ba để sanh ra tâm tham là người này đó phải gặp cảnh đẹp hay là cảnh tốt nữa. Thí dụ như là một cái nó đâu có cái tâm tham đâu, nhưng mà đi ngang một cái vườn hoa đẹp hay là một cái khuôn viên đẹp, tự nhiên có thấy một cái tiếng sáo hay là một tiếng đàn rất là hay, nó vẳng ra vậy đó, thì tự nhiên cái tâm người đó sanh rất là hoan hỷ, rất là vui, rất là thích luôn, cái tâm tham nó khởi lên rất là mạnh mẽ, giống như mấy cái phim mà hồi xưa đức vua đi ở trong vườn ngự uyển, hoặc là mình đi họp cái gì đó quý vị, thì tự nhiên đi ngang một cái chỗ đó thấy một cái tiếng đàn nó vọng ra đó, là tự nhiên khởi cái tâm tham lên liền, tự vì cái đó là phải thấy cái tiếng hay rồi cảnh tốt, những cái đó vân vân đó, thì tự nhiên nó khơi gợi lại cho những cái tâm tham trong tiềm thức mình, nó khởi lên rất là mạnh mẽ. Rồi cái ý thứ tư nữa đó là phải gặp đối tượng khả ái khả hỷ. Cái này là giống như bình thường mình không có gì hết, nhưng mà khi mà mình đi gặp một cái người đẹp, hoặc là người nam hay người nữ rất là hợp ý hợp nhãn với mình, cũng có khi là mình đi coi show, mình gặp những cái người mà đẹp, bận áo đẹp đó quý vị, thì tự nhiên cái tâm tham nó khởi lên rất là mãnh liệt. Thành ra khi mà gặp cái đối tượng khả ái khả hỷ, hoặc là cảnh vừa lòng hợp lòng, mà có thể là bình thường ở cái đời sống mình giật mình không có biết, nhưng mà nó có sâu ở trong cái tâm của mình á, khi mà những cái vật, những cái người, những đối tượng đó mà xuất hiện đó, thì tự nhiên cái sự tham muốn đó rất là mạnh mẽ, mình không có control, mình không có có thể là giống như là nó tự nhiên nó bắt cái đó, giống như là mình dùng cái chữ mà love at first sight đó quý vị. Tức là mình bình thường không có gì hết, sao tự nhiên mình gặp cái cô đó hay là cái anh đó một lần đầu tiên, tự nhiên cái mình có hơi bị sốc đó, mình quá thích đi. Thì cái đó là gặp cái đối tượng ưa thích và vừa lòng đó. Thành ra mình không bao giờ mà mình có thể biết là mình có tham hay không đó, tự vì cái đối tượng đó chưa có đúng ý của mình thôi nha quý vị. Chứ nếu mà đúng ý rồi mình lại cũng chết ở trong đó đó. Rất là khó, rất là sợ chỗ đó. Hồi nãy giờ là Nguyên Như đã đi qua, Nguyên Như xin ôm lại một lần nữa là bốn nhân sanh tâm tham. Tóm gọn đó thì cái lý do thứ nhất là cái nhân thứ nhất là tục sanh có nghiệp tham theo bè đảm. Cái nhân thứ hai là đời kế trước đa tham. Cái nhân thứ ba là gặp cảnh đẹp hay cảnh tốt. Và cái nhân thứ tư là gặp đối tượng khả ái và khả hỷ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi qua bốn cái nhân mà sanh cái thọ hỷ. Bốn nhân sanh thọ hỷ thì cái nhân thứ nhất á, thì người đó phải tái tục hay là tục sinh bằng cái tâm thọ hỷ. Tức là cái sát na đầu tiên có mặt trong cuộc đời này á, là có thể á, là có bốn cái tâm đại quả thọ hỷ, hoặc là bốn cái quả sắc giới thọ hỷ. Thì một trong những cái tâm này khi mà mình tục sinh thì mình sẽ cho ra cái người này á, là người giống như rất là vui vẻ đó quý vị. Cái lúc đó thì cái người này vui vẻ làm cái nền, mình gặp họ hay là lúc nào họ cũng cười hết á, mặt lúc nào cũng tươi cũng cười hết, là mình biết cái người này là có cái tâm thọ hỷ. Hoặc là nếu mà gặp cái chuyện gì mà thiệt là buồn á, thì họ cũng buồn có chút xíu xiu thôi, rồi họ cũng vui trở lại à. Tùy cái tâm tái tục của họ là như vậy rồi. Cái nhân thứ hai để mà sanh ra thọ hỷ á, thì
có sách á, thì gọi là không có sự tế nhị, nhưng mà thầy kinh á, thì thầy dùng cái chữ là không có trầm tĩnh hay là không có trầm ngâm suy xét. Mình có thể nói là nếu mà một người cứ lúc nào cũng toe toe, nhăn răng ra cười hết á, thì cái người này không phải là một cái người trầm lắng, một cái người suy tư. À, tự nếu mà cái đời nó khổ như vậy mà thấy cái người này cứ toe toe cười hoài như là cái cọng rau muống vậy, thì quý vị tự nhiên thấy người này là giống như là không có cái nội tâm sâu lắng, phải không? Lúc nào cũng thấy vui hết, nhưng mà nghĩ cho cùng thì đâu có cái gì mà vui dữ vậy, mà cái vị này thì lúc nào cũng vui. Thành ra vị này được xếp vào dạ cái cọng rau muống, tức là nó không có cái ruột đó anh. Nó thẳng đuột xuống dưới, miền Nam hay kêu là cái cô này cái tánh giống như cọng rau muống, là có nghĩa là vậy đó, là không có ruột. Kêu là cái người này không có trầm tĩnh, và cái người này gọi là bồng bột, không có nghĩ sâu đó, thành ra lúc nào cũng thấy vui vẻ, lúc nào cũng cười toe toe hết trơn á. Rồi cái nhân thứ ba sanh ra thọ hỷ là cái người này á, lúc nào cũng gặp cảnh tốt đẹp, có nghĩa là khi mà họ sanh ra rồi họ ở trong cái điều kiện giống như lúc nào cũng nhà giàu có, không có cái chuyện gì mà xảy ra lớn đối với trong gia đình, lúc nào cũng vui vẻ hòa thuận, lúc nào cũng yên ấm, lúc nào ba mẹ cũng có chớp, nhà cũng có đồ ăn ngon, có người hầu kẻ hạ, giống như là có những cái vị mà lúc nào cũng ở giàu sang như vậy, thì tự nhiên người ta sẽ vui quý vị, chứ người ta đâu có buồn được, đâu có cái gì mà phải trái ý nghịch lòng đâu. Thành ra cái nhân sanh thọ hỷ cũng là tức là cái cảnh ở bên ngoài nó ảnh hưởng tới cái tâm, là một trong bốn cái nhân sanh thọ hỷ là gặp cảnh tốt đẹp. Và cái nhân thứ tư á, là cách ly sự điêu tàn đổ nát, có nghĩa là người này trong cái cuộc đời của họ, họ không có hay là trong những cái thời điểm mà họ sống đó, họ ít có gặp cái chuyện rủi ro, họ ít có gặp cái tai nạn, họ ít có làm bị người khác làm cho họ bị phiền não, bị bực bội, lúc nào cũng có người thương, người yêu, lúc nào cũng gặp bạn cũng là mến mình hết á, không có ít có khi gặp chuyện giống như là bực bội khó chịu như vậy trong suốt đời của họ như vậy. Thành ra lúc nào thấy họ cũng vui hết. Thành ra nếu mà mình thấy một người mà cũng vui như vậy đó, thì mình biết á là họ vui vẻ là đúng rồi, đó là một trong bốn cái nhân sanh cái sự vui vẻ. Rồi có một cái nguyên như sẽ đi qua tiếp tới cái bốn nhân sanh thọ xả. Khi mà một người có cái tâm thọ xả, có nghĩa là người này cứ bình bình thôi, không có vui, không có buồn. Ở đây mình đi trong tâm tham ra, mình không có nói về vui nha quý vị. Trong tâm tham thì nó chỉ có hai cái thọ là thọ hỷ và thọ xả mà thôi. Mình đi qua cái trường hợp này, thì khi mà cái vị đó họ tục sanh bằng cái tâm là quán sát thọ xả, và nó họ cũng có thể tục sanh bằng cái tâm là ngũ thiền, tâm quả ngũ thiền. Vị thấy cái chỗ mà tâm ngũ thiền hiệp thế đó, trong cái tâm nó có bốn cái tâm quả nè, nó có bốn cái tâm trong cái 15 cái tâm sắc giới, nó một tâm quả ngũ thiền, có một tâm quả ngũ thiền, xong rồi nó có bốn cái tâm quả của vô sắc giới, và nó cũng có cái bốn cái tâm đại quả nữa. Dạ có chứ, có cái tâm đại quả. Sorry, Nguyên Như nói ngược lại đó. Nguyên Như nói tới cái đáo đại trước. Nguyên Như nói chỗ mà tâm sắc giới ha, ngũ thiền sắc giới là tâm thọ xả, xong rồi tới là vô sắc giới, nó có bốn cái tâm là không vô quả, không vô biên xứ, tâm quả thức vô biên xứ, tâm quả vô sở hữu xứ, tâm quả phi tưởng xứ. Thì năm cái tâm quả đó là của cho ra cái người mà có thọ xả. Xong rồi mình đi ngược trở lên cái chỗ mà 24 tâm dục giới tịnh hảo đó, mình chỉ lấy cái tâm quả thôi nha quý vị, là cái tâm tái tục đó, thì mình thấy cái chỗ mà tâm quả thọ xả
trí vô trợ đó, tâm quả thọ xả hợp trí vô trợ, tâm quả thọ xả hợp tâm quả thọ xả ly trí vô trợ, tâm quả thọ xả ly trí hữu, thì bốn cái tâm đó là thuộc về cái tâm giới tịnh hảo. Rồi mình đi ngược lên nữa là mình có hai cái tâm quán sát, thì những cái tâm đó lại cho ra những cái vị mà có cái tâm lúc nào cũng xả thọ, vì không có vui và cũng không có buồn. Cái đó là cái lý do thứ nhất, cái nhân sanh thứ nhất, sanh ra cái người có cái tâm lúc cũng không vui không hết. Cái nhân thứ nhì là những người có suy xét tế nhị, có nghĩa là bình thường á, cái việc lúc nào cũng trầm ngâm suy nghĩ, giống như nghĩ mông lung lắm, thấy cái gì cũng không có thấy nó vui, thấy thế sự rồi nghĩ chuyện xa xôi, nó giống như là một chiếc ca vậy đó quý vị. Thành ra ít có khi nào mà cười toe toe giống cái người thọ hỷ lắm, là người được xếp là sâu hơn cái người thọ hỷ. Rồi cái nhân sanh ba đó là thường gặp cảnh trung bình, có nghĩa là cái vị này trong cái đời sống bình nhật của cái vị này đó, thì người này gặp cái sự mà không có tấm, cũng không có ghét lắm, họ không vui thích, mà của họ cũng không, họ đi lên cơm thì cũng không có gặp món mà họ mê lắm, mà cũng không có cái món mà họ lắm, đi vô chỗ làm thì cái chớp họ cũng không thích lắm, cũng không ghét lắm, đi vô một cái cuốn phim họ coi thì hỏi hay không thì cũng nói bình thường thôi, không có gì hết. Tức là cái cuộc đời nó bình bình, mình thấy họ mê gì, họ không thấy họ ghét một cái gì hết á. Thì gặp cái người này là tâm thọ xả đó quý vị. Còn cái nhân sanh thứ tư, mình đi qua tới nhân sanh thứ tư là ly sự đi đàn. Có nghĩa là cái người mà có cái sự thọ xả này á, họ không có gặp hoạn nạn, hoặc là họ không có gặp rủi ro, họ không có gặp điều gì mà trái ý nghịch lòng hết. Thành ra những cái chuyện mà cứ bình đẳng á, đó là cái điều kiện để tạo ra cái sự quân bình trong cái tâm của họ. Chứ nếu mà họ cứ gặp chuyện xui hoài đó quý vị, thì họ cũng không có thể mà thọ xả hoài được đâu. Thành ra trong cái cuộc sống của những người này thì cái gì nó cũng bình bình 50-50 như vậy đó, thì mới tạo thành một cái thường tiên cho họ, mới có cái thọ xả. Cái đó là về cái học phải tâm tục sinh và nói bình thường của họ đó. Họ lúc nào cũng cái cuộc sống gia đạo, công việc, cái chớp, lúc đi học, lúc ra trường, rồi lúc sống, lúc ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, đúng mà lúc bình bình như vậy đó quý vị. Thì mình thử nhìn xung quanh mình, trong gia đình bạn mình cũng có những người như vậy đúng không quý vị. Thành ra mình thấy cái đó là cái lý do mà cái tâm nó trở bình bình, tức là thọ xả đó. Rồi bây đi qua cái nhân mà để sanh ra tà kiến là gì quý vị? Cái tà kiến là cái sự mà thấy mê, chấp lầm, hiểu sai. Mà hiểu sai này là so sánh với cái gì? Hiểu sai này là sai với cái Phật Pháp của mình á. Mình đo, thí dụ như mình nói là những cái hiểu biết trong cái Phật Pháp là gì? Là mình biết đế, biết lì nhân quả. Thành ra cái tà kiến này là những người hiểu sai, hiểu ngược lại quả đối với tứ đế đó quý vị. Thì mình dùng đó là tà kiến. Năm nhân sanh tà kiến này á, thì cái thứ là nết, là tánh nết quen tà kiến. Cái người này sống hay làm hay suy tư gì theo cái tà kiến hết. Cái chỗ này rất là lạ nè, là khi mà một cái người mà họ có tánh nết quen tà kiến đó quý vị, họ ngộ lắm. Họ làm cái gì họ cũng nghĩ đến chuyện tà kiến hết trơn á. Thí dụ như ngay cái đám cưới đi, là tự nhiên đó trong hai bên mà sắp làm lễ đám cưới, tự nhiên mà nghĩ ngay cái chuyện đầu tiên là đi coi bói nè, rồi ngày nè, rồi mình phải làm sao sắp cái hướng nào để cho nó đừng có xui nè. Tự nhiên á là sẽ cái tâm đó sanh cái đó ra liền rồi quý vị. Mà nghĩ lại cái đó hơi nhiều không? Ít đi, nhà nào mà
nhà nào mà đi đi về là đám cưới đám hỏi mà không coi bói, mà không coi tướng, rồi không có coi nghĩ lắm á. Nguyên Như thấy hả, khoảng 90% á, là bị dính vô cái này hết rồi, nói tà kiến đó thì bị la liền. À, không, hình như là hiếm có cái đám cưới Việt Nam nào mà không có cái vụ này lắm phải không quý vị? Nghe nói nghe thì nó hơi xấu hổ chứ thiệt ra là nó có nhiều lắm, là tánh nết quen tà kiến từ hồi phong tục ông bà mình cả ngàn năm trước tới bây giờ rồi, thành ra mình cứ theo ông bà mình không nghĩ thôi, nhưng mà cái đó tà kiến. À, cái gì là thân cận người tà kiến, tức là mình có một người bạn, mình có một ông chú ông cậu, một cái người mà kêu là trưởng thượng ở trong nhà mà kêu một như vậy, kêu kêu làm là giống như là phải đi coi bói coi ngài, rồi coi cái bữa đó đó mà cô dâu chú rể mà lại bàn thờ, mà lỡ mà hai cái cây đèn cầy mà nó tắt một cái thôi là chết, là nhằn chết luôn, chứ không phải là gió thì nó thổi tắt thì đâu cái gì đâu, nhưng mà khủng khiếp đó. Mình sống gần cái người tà kiến như vậy nó cũng rất là khổ. Dạ, là cái thứ nhì đó là thân cận người tà kiến đó. Cái bạn của mình đó thì mình có thể, nhưng mà nếu mà cái người này mà nó vô cái người trong gia đình mình đó thì cũng khó khó lắm quý vị ơi, khổ lắm. À, cái thứ điều thứ ba đó, quý vị có thể là chỗ là sống trái với luật pháp đó, quý vị sửa giùm cho Nguyên Như nha, sống trái với Phật pháp đó, bị đánh trật chữ sống trái với Phật pháp. Có nghĩa là những cái vị mà có tà kiến này đó thì những cái người này không nhân quả, không có tin luân hồi, không có tin có niết bàn, không có tin là trên đời này có những cái bậc, có bốn đạo bốn quả, không có cái tin 40 tâm siêu thế. Quý vị, người này ngộ lắm, họ không có tin, họ chỉ lựa cái gì mà họ thích tin, còn cái gì họ không biết họ không thích thì họ nghĩ đó là không có. Mà người này đó không có nói được, khó nói lắm. Bây giờ quý vị thử, họ nói họ không có tin luân hồi, đủ quý vị nói làm sao mà quý vị minh cho họ. Thành ra như thấy nhiều khi những cái này á, tự nhiên giống như có những người á, mình thấy có ma là chuyện bình thường, có nhân là chuyện bình thường, nhưng mà có những người không tin có ma, mình nói làm sao thì cũng kêu mình tưởng tượng hết á, mà tự động người ta chống rất là mạnh. Quý vị thấy nguyên như nghĩ là ai trong lớp mình cũng có rồi. Rồi cái thứ tư là suicide, tức là khi mà những cái một trong những cái nhân sanh tà kiến này đó, cái vị này nè rất là lạ, khi mà gặp một cái chuyện gì đó họ cũng nói gọi là trớt quớt luôn, tức là khi mà gặp cái gì mà xui xẻo đó, trời ơi trời hại rồi đó, thấy không, mày làm vậy coi chừng trời hại rồi đó nha, chết rồi trời phạt mày rồi đó, mà không có nghĩ là luân hồi nghiệp báo, hoặc là giống như mình đi ra đường mình dữ quá thì có ngày bị người ta quýnh, thì khi mà người ta quýnh á, thì nó là bị trời hại, chứ không có nghĩ là tự nhiên chọc quýnh chứ ta quýnh được phải không. Nhưng mà mấy 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 thì nói ngộ lắm, nói cơ hội giống như là nói cái nào trật cái đó, mà tư duy á, cái gì cũng sai hết á, xét xử hay mỗi lần mà gặp cái gì cái ô chết rồi bị trời phạt rồi, mà cứ tin là có trời ngồi với là phạt, chứ nghĩ là tự nhiên mình làm cái chuyện xấu trong cái quá khứ rồi cái quả nó trổ, rồi mình mới gặp những cái chuyện như vậy, thì nếu mà mình nghĩ được như vậy á, thì mình đã làm cái chuyện đúng, mình không không có làm cái chuyện phạm giới nữa, mình làm cái chuyện không đúng nữa. Mấy cái người này á, tự nhiên tà kiến họ trong cái suy suy xét ở trong cái lý luận của họ rồi quý vị, thành ra họ nói cái gì á nghe là như gọi là hết hồn luôn. Cái gì làm trời ơi, mày 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 đi mày làm gì coi chừng trời mày đó, nói vậy đó. Rồi cái nhân nhân cái nhân thứ tư nhân thứ năm xin lỗi, tức là nhân sanh tà kiến thứ năm là không khéo vọt tà kiến. Không khéo vọt tà kiến có nghĩa là khi mà cái người này á, họ vừa suy nghĩ một cái gì trong đầu họ ra đó là cũng dính vô tà kiến hết. À, thí dụ như là một cái người khi mà họ đã có tà kiến rồi,
thí dụ như một cái người này họ tà kiến vô cái ngũ uẩn thủ đi, thì khi bây giờ nói trời ơi hôm nay sao mà tôi mập ú vậy nè, ăn nhiều quá mập quá rồi. tôi mập rồi, chịu không nổi rồi, thì cái chữ tôi mập hay là tôi ốm đó là họ dính vô cái sắc uẩn là của ta rồi đó quý vị. Sắc uẩn là của ta, họ mới complain, họ mới nói là tôi mập hay là tôi ốm. Rồi bây giờ mình ở bên Mỹ đây, mình nói trời ơi sao mà tôi nhớ Việt Nam quá, tôi nhớ ở quê nội quê ngoại của tôi quá, nhớ chịu không nổi. Khi mà mình nói như vậy đó là mình đã nhận lấy cái tưởng uẩn là của mình rồi đó, tức là tôi nhớ đó là cái tưởng uẩn là của mình rồi. Có một người á, mình vô lớp học mình nói trời ơi tôi thấy tôi hả là tôi ngu nhất lớp luôn đó, nhìn dùng chữ ngu nha, nói là người ta khôn quá, người ta học giỏi quá, sao tôi ngu quá, tôi bị ngu quá, tức là mình đã nhận cái hành uẩn đó là của ta rồi. Rồi khi mình tôi trong nhà mình thấy bà xã hay ông xã mình nấu một cái nồi cà ri hay là một nồi ragu thịt là ngon á, ơi sao tôi nghe có cái mùi gì mà thơm quá vậy, tức là mình đã lấy cái thức uẩn đó là của ta rồi đó, là mình chấp vô cái thức uẩn là của mình rồi đó, mình thấy mình nghe mình ngửi mình thiệt sự mình nhận thấy là mình ở trong đó. Một nữa đó là bây giờ sao tôi khổ quá, tại sao bây giờ tôi già rồi cái lưng tôi đau quá vậy nè, cái chân của tôi nó đau, cái lưng của tôi nó đau, cái đầu của tôi không có nhớ đó, thì cái đó là cái chân của tôi đau rồi cái lưng tôi đau rồi quá. Có người làm tôi vui nè, con cháu gái nó làm tôi vui, còn cái thằng cháu trai nó làm tôi buồn nè, cái vui buồn như vậy đó thì có nghĩa là họ đã nhận cái uẩn là của ta. Thành ra Nguyên đi qua năm cái thí dụ đó, quý vị thấy cái người này khi mà vừa suy nghĩ ra một cái chuyện gì đó thì đã dính vô cái ngũ uẩn là của ta rồi. Khó có trời quý vị, mà không phải cái người nào đâu, chúng ta đây, chúng ta ăn, chúng ta thấy hôm nay tôi ăn ngon quá nè, tôi bận cá quá nè, rồi tôi buồn quá nè, ông kia tôi giận quá nè, vẫn có chữ tôi thiệt sự đó, là mình cứ dùng chữ tôi trong cái cuộc lắm. Ngay cả thí dụ như lớp mình á, là mình học Di Diệu Pháp, mình học qua bao nhiêu lâu rồi quý vị, mà mình vẫn còn dính chữ tôi, chứ đừng có nói là những cái người người ta không có học, người ta không có biết gì hết á. Nó giống như thấy, nó giống như nó dính ngàn kiếp á. Mình thấy không, mình học Di Diệu Pháp, cái đứa con gái, đứa con trai là mình thương thôi, nó né một cái mà nó chảy máu ra, trời ơi con của tôi, trời ơi nghiệp con tôi, tất nhiên á là nó dâng trào lên, mình thương nó là mình thấy nó của mình thiệt như vậy luôn á, chứ không phải giỡn đâu quý vị. Lúc đó quý vị thử nhìn cái tâm coi, thường á nó té một chút xíu không sao rồi, lỡ mà nó đổ máu buộc mình nó quặn á, nó trội tôi nè, tôi thương con của tôi nè, cái đứa con nó rớt ruột đẻ ra nó bị chảy máu nè, nó cái ngũ uẩn nó hiện ra dễ sợ luôn quý vị. Tôi chứ như thấy mà cái chuyện nó xảy ra cái là nó nghe trước mắt nó giống như nó còn y nguyên đó quý vị, tu như nó còn y nguyên, không có bớt một phần hết á, nó dễ sợ như vậy đó. Dạ bây giờ Nguyên Nhi đã đi qua tới cái phần tiếp theo, năm cái nhân mà cái chỗ này nó học, mình học cái cũng rất là hay đây. Năm nhân sanh ly tà, thì cái nhân thứ nhất sanh cái ly tà là cái người đó tánh nết họ không có quen tà kiến, nghe rất là xa thú không quý vị. Cái vị này nè, khi mà sống cái đời bình thường mình á, thì họ nhìn thấy những chuyện xung quanh, những cái chuyện xảy ra trong đời, họ nhìn theo cái thực tính pháp, chứ họ không có nhìn giống như đâu. Nguyên như nói thí dụ như mà bây giờ chân nhân, những cái vị thượng thủ cái thời của Đức Phật đó, cái những cái vị giống như một Kiền Liên, vị Sariputta, Moggallana, những cái vị Ananda, những cái vị đó họ nhìn cái đời á, bằng thực tính pháp nè, họ nhìn khi mà họ
họ họ thức Phật rồi, họ, họ nhìn thấy đời tam tướng, họ nhìn theo cái lý vô thường vô ngã, gì nó cũng có duyên sanh, cái gì cũng có duyên diệt. Họ không phải là họ nói mà họ sống theo được như vậy luôn. Nghe xa thú phải không quý vị? Làm sao mà mình có thể mình sống như vậy được? Mình học là một chuyện thôi, còn nếu mà cũng như giờ mình đang làm đi, vợ mình hay chồng mình mất chớp, cái tâm mình có bình an là ồ nghĩ được là cái duyên hết, thì ông chủ ổng không nữa, thì mình gọi là mình mất chớp. Mà thiệt ra không phải là mất nữa, mà mình phải nên nói là người ta không muốn mình nữa thì người ta không trả tiền mình nữa. Mình đâu có chịu như vậy quý vị. Mình gọi là mình mất, có nghĩa là mình đã có rồi. Bởi bây giờ mình mất, mình phải nghĩ một cách nào đó để mà cái tâm của mình á nó khổ thì mình mới chịu. Chứ nếu mà mình ngồi nghĩ đơn giản, ồ người ta không muốn mình nữa thì mình không có chết, thì mình đi kiếm chết khác, phải không quý vị? Mình đâu có nghĩ đơn giản vậy nào để cho mình khổ đó. Thành ra những cái vị mà có cái nhân sanh ly tài này nè, mình phải học hỏi theo để mà rất là hay quý vị. Như thấy những người nào mà cái định hướng trong cái tâm thức của họ, những cái suy xét, những cái lương của họ, những cái lựa chọn, cái suy nghĩ của họ lúc nào cũng theo thực tính pháp, lúc nào cũng theo duyên, lúc nào cũng theo lý nhân quả, rồi lúc nào cũng theo ba cái theo cái lý tam tướng của thế gian là vô thường, khổ não và vô ngã. Nếu mà trong tâm họ đó, họ nhìn tất cả những chuyện trên thế gian á nó chỉ là như vậy thôi, họ có là thằng tèo, thằng tí hay là con thấm cái đào thì những cái sự việc nó vẫn xảy ra như vậy thôi, nó không có gọi là không có pick on anybody, nó không phải là lựa cái người nào để nó xảy ra, mà nó chỉ là như vậy thôi. Nếu mà họ sống theo như vậy thì thật khỏe, nếu mà mình học được như vậy rất là sướng nhàn thôi quý vị. Rồi qua cái nhân sanh ly tà thứ hai là vị này không có thân cận người tà kiến. Nghĩa là sao? Có nghĩa là người này á, trong cái đời sống của họ đó, không bao giờ họ làm quen hay họ tới lui với những người có tài kiến. Chẳng hạn như là họ không bao giờ họ đi làm bạn với những cái người có bói nè, rồi những cái người mà coi địa lý, coi ngày, coi giờ, có người coi, có những người kêu là ông thầy cúng. Không bao giờ họ gặp những cái chuyện đó. Thôi, tôi sợ mấy người làm, tôi không có muốn, họ không có muốn nghe, không muốn thấy, không muốn gần. Họ cũng những người nào mà họ thấy một lần là tà thường kiến hay là đoạn kiến, tức là tin lúc nào mình cũng sống hoài, không có có cái linh hồn đó, rồi cái mình khi mình chết mình đổi cái xác, cái mình cứ linh hồn đó cứ mình đi hoài càng muôn kiếp mình không chết, hoặc là người chết rồi là hết. Gặp mấy cái người đó, những cái người mà có cái không có cái tận người tài kiến, họ không bao giờ gần và không bao giờ mà nghe những cái người tài kiến nói cái câu gì lọt vô lỗ tai họ được hết á. Thành ra họ gọi là isolate, họ cách xa những cái người tài kiến đó đó, thành ra họ không bị nhiễm. Quý vị đừng có nghĩ là mình hay nha quý vị. Thí dụ nha, bây giờ có một cái bà thầy bói, bà lợi nhà mình, bà coi cho anh mình, chị mình, ba mình, rồi ông bà, cha chú của mình. Mình ngồi đó mình cười cười thôi, ngày đầu tiên mình không có tin đâu nha. Nhưng mà đến ngày thứ hai, thứ ba, rồi tính tuần thứ hai, thứ ba, nếu mà cả nhà thích cái người thầy bói đó quá đó, rồi coi tai, coi tướng nè, một hồi vô đó, cái bắt người chị mình mới có mở một cái tiệm nail, thí dụ vậy đi. Trời ơi, Nguyên Như ơi, sao mà cái bà này bà coi chị hay quá. Bà mới vừa nói là quay cái ông thần tài ha, qua bên hướng Bắc hay hướng Nam gì đó một cái thôi nha, mà để một cái trượt giống như là để một cái nước mà cái gì mà có nước chảy chảy xuống, cái gì nước róc rách đó, để qua vậy thôi. Trời ơi, khách là 2-3 tuần nay nó nườm nượp luôn á, nhận linh dễ sợ luôn. Ó, làm sao mà không. Rồi con mèo nữa, con mèo râu á, màu vàng á, rồi ngoáy 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 gõ xuống, phải không? Rồi để đó, tự nhiên khách quá
hết trời luôn. Rồi mình cũng nửa tin nửa ngờ từ cái lúc mà không tin, rồi đến lần thứ ba, rồi cái tự nhiên cái ba mình về cái nói trời ơi, cũng may là hôm qua là nó kêu tao đi đường đó, đi đừng có đi hướng đó, mình đi hướng khác á, chứ hôm qua tự nhiên cái có cái nó nghe nó bích tới tao, chào tao chết rồi. Ngày nào cũng vậy á quý vị nghe tháng nọ nghe chừng 2 tháng rồi, bởi vì quý vị không có tin gì hết ha. Rồi nghe 2 tháng về trầm trồ bên lỗ tai mình là cái bà đó hay cái ông đó hỏi coi tướng coi bói nói vậy đó quý vị. Quý vị thử từ cái không tin gì hết đó, bắt đầu hơi mơ mơ hồ hồ, wow sao hay, tức là nó nhập tâm từ từ đó quý vị, mà mình không có biết đâu. Tự gì thiệt ra mình là phàm tục tử mà đó, phải giỏi gì biết đó, nó cũng dính nè. Rồi hồi á, ồ để coi thử nha, bắt đầu á đưa tay ra cho ông bà kia coi thử, mà ông nói á rủi xôi mà nó trúng một cái hả là về là lúc đó tin chết bột đó, mình thử đó, mình tin chết bột. Tức là 1-2 lần nhiều khi những cái người đó họ tâm lý đó quý vị, họ nói trời cái nghề của người ta mà. Họ nói hay lắm, họ nói như sao cũng được. Tức là số cô có chồng á, sanh con đầu lòng không gái thì trai đó, nghĩa kêu là nói vậy. Mà lúc đó mình bị mê đắm rồi, mình thấy họ nói là đúng, mà không cái mà họ có cái chữ gì không, cái chữ nào mà trật được hết á trời. Tôi có nguyên cái nghệ thuật để người ta làm cái nghề đó mà. Là cái bây giờ Nguyên Như đi qua cái phần tới là những cái một trong cái nhân thứ ba để mà sanh cái ly tà đó, cái người này được nghe Phật pháp, tức là người này cũng có phước lớn lắm phải không quý vị. Tức là nghe được đức pháp, hoặc là các cái thánh đệ tử của Phật thuyết pháp, hoặc là bây giờ mình thì không được hai cái này rồi, không có được Phật mà cũng không được thánh đệ tử thuyết pháp, nhưng mà mình được gặp chánh tạng nè, mình gặp được Phật giáo Nam truyền nè, mình gặp được những cái chú giải chánh gốc từ Bali nè, mình được tăng dạy cho mình Bali từng cái câu từng chữ hồi xưa Đức Phật dạy cho mình, rồi mình mới từ đó mình chò ra mình học hỏi. Tuy là mình chưa có được sự mà gọi là chấp lầm hay là tà kiến hay là không, nó cũng đỡ, nó cũng nhẹ hơn là mình biết được một cái gì hết đúng không quý vị. Tại trong lớp mình á là cũng được cái phần thứ ba đây, được nghe Phật pháp, được nghe chánh pháp, được nghe cái Phật giáo Nguyên Thủy, được nghe cái kinh tạng chính tạng từ Bali, tức là Nguyên Như cảm thấy mình là phước nhiều lắm đó quý vị. Rồi Nguyên Như qua đến cái số cái thứ tư là nhân sanh ly tà, là cái người này ít có suy xét sai. Cái người này khi mà họ suy nghĩ tới một cái chuyện đó thì họ không có suy nghĩ theo cái thường kiến, mà cũng không có nghĩ theo đoạn kiến. Họ thấy những cái sự việc nó như là như vậy, họ ít có khi nào nghĩ sai. Mấy cái người này họ cũng giỏi, họ cũng sáng trí, họ cũng thông minh, họ rất là có phước. Họ thường suy nghĩ cái cũng theo nhân quả, theo cái đạo, nó giống như là tự nhiên như vậy. Thí dụ như là khi mà họ gặp được một cái pháp nào mà hay, những cái bài pháp hay, thì họ khởi cái tâm wow sao mình cũng hên quá, mình gặp được một cái vị thầy. Giống như trong tâm họ biết cái nào họ suy nghĩ, họ suy xét, tự nhiên là nó đúng một cách tự nhiên vậy quý vị, rất là hay. Họ không có chấp cứng theo, mà những cái người này đó, thí dụ như mà họ không hiểu cái gì thì gặp một cái vị thầy sửa đó, họ cũng hiểu lại liền. Là giống như cái tỏ rất là nhu nhuyến, họ không có chấp cứng giống như là những cái người chấp phủ mà tà kiến quý vị, nó ngộ vậy đó. Những cái người mà đã thấy sai chấp lầm rồi đó, mình sửa khó lắm, tự họ có cái sân, họ cái bám chặt như chỗ tà kiến của đó. Còn cái người mà họ đã tự nhiên ly tà rồi đó, thì cái tâm họ lại rất là mềm dẻo. Lỡ mà họ có nghĩ một cái gì trịch đường một chút xíu đó, có thầy có bạn nói một cái là họ nhu nhuyến, họ hiểu liền luôn. Thầy đang nguyên như nghĩ những cái nhân sanh này cũng tùy thuộc cho những cái người này có phức dễ sợ luôn đó quý vị.
Rồi cái qua cái ý thứ năm á, là người khéo vọt khỏi tà kiến. Khéo vọt kiến ở chỗ này á, là những cái người này á, luôn luôn tránh xa những cái chuyện mà thái quá, những cái chuyện mà bất cập. Chẳng hạn như là họ nói là những người mà chấp có, người chấp không, nhất là người chấp không ấy quý vị, cái gì cũng không hết, bỏ riết, cái gì cũng không hết, không tiền, không tài, không học, không gì, nói cái gì cũng là không hết, rồi hồi mà không biết là cái gì, mà cuối cùng là gọi là tu cái đạo mà chấp không đó quý vị, cái đó cũng nguy hiểm lắm. Dạ, thành ra khi mà những cái vị mà có cái khéo vọt khỏi tà kiến này, họ không có bị những cái chuyện đó, mà họ cái tác ý họ rất là khéo, họ lúc nào họ cũng gặp thánh nhân, rồi họ họ giống như là học hỏi được nhiều lắm, vượt qua khỏi những cái kiến chấp sai lầm của họ, và họ nghe những cái pháp cao siêu đó, họ thâu lãnh rất là hay. Thành ra những cái vị này đó là như là cũng như đã nói nhiều lần đó, là cũng như thấy cái phước căn của họ rất là sâu dày, như là từ kiếp trước của họ họ cũng có nhiều cái mà về chánh pháp biết được nhiều, thành ra mà họ mới vậy được. Chứ bây giờ một cái người mà không biết gì hết, tao mà có được cái năm cái nhân sanh đi tà này quý vị, như thấy khó lắm, rồi là rất là chăm khó lắm. Mình học vậy, chứ nếu mà gặp một cái người nào họ giỏi, họ nói một hồi mình đuối lý đó, mình cũng hơi theo, mình không biết họ sai chỗ nào, nhưng mà họ nói giỏi quá mình cũng im luôn. Nhưng mà chắc nếu mà mình có một cái bè đảng, gọi là nguyên một cái nhóm bạn vậy, cái nào mình thắc mắc á mình về mình hỏi, rồi mình bàn bạc với nhau, quý vị cũng đỡ lắm. Có một mình gặp nguyên một cái khi mà cái nhóm họ nói mình một hồi á, mình quay vòng vòng á, mình cũng theo luôn đó, chứ không có vui gì. Bây giờ Nguyên đã qua lên một cái phức là 6 cái nhân sanh vô trợ. Có cái chỗ á, nó cũng gọi là vô dẫn, nhưng mà cũng như thấy cái vô trợ nó dễ hiểu hơn. Vô trợ là không có sự trợ, thì không, cái 6 cái nhân không có sự trợ giúp này á, cái thứ nhất là cái vị này á, họ sẽ tục sanh bằng cái nghiệp vô trợ, bằng tái tục bằng cái nghiệp vô trợ, có nghĩa là họ có hai cái tâm quán xả nè, và 4 cái tâm đã mà vô trợ, 2 cái tâm quán sát thọ xả và 4 tâm, tức là 4 cái quả thiện vô trợ. 4 quả thiện vô trợ có nghĩa là đây tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, cũng như nói thiếu nha, tâm quả thiện thọ hỷ hợp trí vô trợ, tâm quả thiện thọ hỷ ly trí vô trợ, tâm quả thiện xả hợp trí vô trợ, và tâm quả thiện thọ xả ly trí vô trợ. Hai quý vị, tức là 2 cái tâm quán sát thọ xả và 4 cái tâm đại quả vô trợ đó, ở trong tâm dục giới đó, tâm quả dục giới vô trợ. Thành ra những cái vị này mà sanh ra đó, những cái vị này á, quý vị thấy họ rất là mau mắn. Mình dùng cái chữ là người mau mắn đó, làm cái gì cũng lẹ hết, suy nghĩ lẹ, làm lẹ. Quý vị thấy những cái người này mà vô bếp á hả, là gọi là miệng bằng tay, tay bằng miệng. Mình đi ra ngoài chợ, mình gặp mấy cái cô bán hàng đó, là vừa nói xong là cái tay cầm, là cái miệng nói rất là mau, chứ không có suy mô đâu quý vị. Kêu là miệng bằng tay, tay bằng miệng đó. Những người này là vô trợ, không có cần cái sự trợ giúp bằng thân khẩu ý của chính bản thân mình, mà cũng không có cần sự trợ giúp của những người chung quanh. Họ rất là mau, họ rất là lẹ, từ suy nghĩ tới việc làm, tới sắp xếp công việc, tới điều hành, biểu lộ ra dấu, giơ tay nhìn ngó, cái cũng lẹ hơn mình hết.
không có phải là người đó cố ý lẹ đâu quý vị nha. Cái người đó đó sinh ra thái tục bằng cái tâm vô trợ, nó mới được như vậy. Những cái vị mà thấy mà làm lẹ đó, mà cái gì ra cái gì đó, là người đó là lụp chụp đó quý vị, là không có phải là cái này này nha. Cái kêu là lượm thượm dục chạc, là đụng đâu rớt đó đó, thấy lẹ mà là tùm lum tùm la đó, cái người đó không phải vô trụ nguyện, đó là tào lao. Thành ra cái người vô trợ tức là làm rất là giỏi, rất là hay, rất là xuất sắc, mà rất là mau. Chứ mình không có nói là những người mà làm tùm lum tùm la mà bể đồ bể đạc thôi nha. Cái này không phải là như vậy nha quý vị. Rồi cái thứ hai là thân tâm mạnh mẽ. Có nghĩa là cái người này có một cái sức khỏe rất là tốt, có cơ thể trắng kiện. Cho nên khi thân tâm mình mạnh mẽ thì mình làm việc gì cũng mau lẹ hết. Thì đúng rồi phải không quý vị? Chứ mình bệnh hoạn hoài thì mình sao mình lẹ nổi. Rồi cái thứ ba là trong cái nhân sanh vô là người này đa nhẫn nại. Có nghĩa là sao? Là cái người này đó chịu nắng chịu mưa rất là giỏi, dầm mưa giải nắng, giống như những cái người mà nông dân rồi làm ruộng làm vườn hồi xưa bên Việt Nam đó quý vị. 3-4 giờ sáng mà kêu mở mắt dậy là dậy liền à. Mình thí dụ mình lên trưa 3 giờ sao mình dậy nổi, kêu con ơi dậy đi. Đi nội, như nhớ hồi xưa đó, cứ thích lắm, tối là nó nội ơi, cho con đi với nội nha, đi ra ngoài chợ bán với nội. Trời ơi, 3 giờ rưỡi, nhỏ nằm ngủ con không èo qua, èo lại xong biết ngủ 9 giờ, trong khi là nội mình đã dậy từ 3 giờ sáng rồi. Quý vị thấy không? Thành ra cái đai nhẫn nại nè, chịu quen, chịu cực, chịu khổ quen rồi. Thành ra khi mà làm á, khi mà những cái người này chịu cực có làm cái gì cũng lẹ, họ không có sợ việc quý vị. Họ không có sợ làm việc đâu. Còn những người mà mình thấy cứ ẹo qua ẹo lợi làm nhờ một cái mà nó lâu, nhờ rót ly nước mà thấy 15 phút nước thì ở chỗ nước mà cái ly cũng nằm ở chỗ đằng ly, cái ly nó chưa đụng nước thì làm sao được đúng không quý vị? Đó, thành ra cái chỗ đa nhẫn nại này á, thì cũng rất là hay. Tức là những cái người này rất là giỏi, chịu cực, chịu khó. Cái thứ tư á, là của cái sáu nhân sanh vô trợ này, cái điểm thứ tư là từng thấy, từng nghe sự kết quả của bậc hiền triết. Có nghĩa là gì? Thí dụ như những cái người mà như nói thí dụ nhỏ trong cái chỗ mà mình làm phước, hoặc là mình hùng phước trong chùa, hay là mình làm chuyện từ thiện đi, thì khi mà quý vị đọc kinh, quý vị học kinh với chư tăng á, có một cái ông đó, ổng cái thức Phật mà ổng nghĩ tới suy nghĩ lui đó, rồi ổng có cái quả liền ra của một cái tấm vải mà bị rồi. Lúc đó nhà như nhớ không rõ cái câu chuyện, lúc đó cái vua mới thấy là ổng nghèo mà sao ổng có cái lòng giống như là tin tưởng Tam Bảo như vậy. Ổng dâng cái miếng áo duy nhất của ổng với vợ ổng lên cho Đức Phật đó, rồi Đức Vua mới cho nhiều cái cuộn vải đó quý vị nhớ không. Thì khi mà đọc những cái chuyện đó đó, thì lúc đó đó quý vị nhớ Đức Phật có nói là tự vì ổng còn chậm một chút, chứ nếu mà cái sự mà cúng dường cái tâm mà nó lẹ nữa đó thì cái quả phước tới nó rất là nhiều. Đó, Nguyên Như nói sơ qua thì cái chỗ này ý Nguyên Như nói là khi mà mình lên chùa, mình gặp cái chuyện thiện mà mình làm á, mình có cái tâm vô trợ á, mình xuất ra mình làm liền á, nhanh tay lẹ chân, cái tâm mình thiệt là hoan hỷ, mình làm liền tức thì, mình không suy nghĩ đó quý vị, thì cái quả nó trổ nhiều lắm. Tức là khi mà mình học á, mình học cái cách mình biết như vậy rồi á, thì mình tức là sao, tức là mình đã từng thấy, mình biết cái kết quả của sự mau lẹ đó, là cái tối chuyện làm phước thiện, hoặc chuyện học hỏi, hoặc chuyện tu hành, hoặc chuyện hành thiền của mình. Mình biết là những cái sự vô trợ này nó rất tốt cho cái đời sống của mình á, và cho so với lại cái sự hành của mình này á, thì khi mà mình biết như vậy rồi, mình làm cái gì cũng rất là lẹ, tức là mình có học đó, chứ không phải mình làm lẹ cái kiểu mà hoàng xuyên không phải. Mình cái số 4 này nè, đã mình từng thấy nghe kết quả của bậc hiền triết, mình học từ những cái bậc chân nhân đó, cái đó là rất là hiểu, rất 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 là hay. Rồi cái thứ 5 đó
là khi mà mình thuần thục việc làm. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình quen việc rồi. Thí dụ Nguyên Trang lên lớp đi, Nguyên biết cái thế nào là cách tụng kinh Tam Bảo nè, Nguyên Trang biết thế nào là cách thỉnh pháp sư, Nguyên Trang làm, Nguyên Trang đâu có đợi mà ai kêu tới kêu lui, ai mời tới đâu. Nguyên Trang vô thấy cần, Nguyên Trang cầm mic lên, xong rồi sao Nguyên Trang chỉ lại cho anh Mỹ, chỉ lại cho chị Hà, chỉ lại cho chị Quanh, chỉ lại cho anh Lý. Thành ra Nguyên Trang sẽ dặn nó cứ tập quen như vậy rồi, quý vị cứ lên cầm mic là quý vị đọc thôi. Thành ra bây giờ quý vị thấy bây giờ anh Lý, chị Hà hay là anh Mỹ mỗi lần lên trên lớp là cứ cầm mic là đọc rất thuần thục, rất là nhanh chóng. Cái là cũng là cái vô trụ trong cái sự thuần thục việc làm và của mình đó quý vị. Cái đó rất là xa thú. Dạ. Rồi Nguyên Như bước qua cái thứ sáu, đó là vật thực, khí hậu và xứ thích hợp. Chẳng hạn như khi mà mình ăn uống, mình ăn uống cái đồ nó hợp với cái khẩu vị của mình, với cái thức ăn của mình. Chẳng hạn như người Việt Nam, mình ăn đồ Việt Nam, mình sống ở cái xứ Việt Nam, hoặc là mình sống ý, thì những cái thời tiết nó liên, giống như cái mùa xuân thì nó hợp với cái thân của mình hơn là mùa đông, đúng không quý vị? Thì nó hợp quen như vậy đó, thì làm cho cái thân tâm mình nó thoải mái ra, khi làm cái chuyện gì cũng mau lẹ hơn. Quý vị tưởng tượng có bây giờ mà trời mùa đông mà ai kêu mà mình đi ra ngoài mà mua một cái bình sữa thì trời ơi, mình thấy ở ngoài tuyết thấy nó cũng ớn quá. Bây giờ mà bận 3-4 cái quần, 5-7 cái áo mà chui ra xe mà phải cạo tuyết này kia. Khi mà mình có những cái tâm như vậy đó thì nó cũng là bị như vậy. Dạ thưa sư, con nghĩ kịp, sư cũng còn một chút xíu nữa thôi là sư. Khi mà mình có những cái chuyện mà thời tiết và vật thực không thích hợp đó, thì mình cũng có thể là mình chậm chạp lợi bớt. Thành ra khi mà quý vị những cái tâm sanh, sáu nhân sanh vô trợ này á, khi mà mình có sáu cái này thì những cái vị mà có cái tâm vô trợ này rất là dễ mà thực hành những cái chuyện mà gọi là cái người nhanh nhẹn á, cái người nhanh nhẹn, miệng bằng tay bằng miệng mà rất là lanh, rất là, Nguyên Như dùng chữ lanh đây không phải là chữ xấu nha, lanh rất lanh đó. Dạ. Rồi cái phần cuối cùng Nguyên Như sẽ đi qua, Nguyên Như đi qua nhanh một chút xíu ha quý vị, là sáu cái nhân sanh hữu trợ. Khi sao hữu trợ này có nghĩa là gì? Cái hữu trợ này á là tính cả cái thiện và bất thiện tùy cái trường hợp của mình. Khi mà những cái người sanh trong cái nhân thứ nhất, cái nhân tức là tục sanh bằng tâm hữu trợ, có nghĩa là những cái người này tái tục bằng 13 thứ tâm, chính cái tâm quả đáo đại và 4 đại quả hữu trợ, hay là 4 cái tâm quả, cũng như đọc lại 4 cái tâm quả hữu trợ là thọ hỷ hợp trí hữu trợ, tâm quả thọ hỷ ly trí hữu trợ, tâm quả thọ xả hợp trí hữu trợ và tâm quả thọ xả ly trí hữu trợ. Thì 4 cái tâm quả đó cộng với 9 cái tâm quả đáo đại này sẽ được những cái người này thì có cái tâm sanh hữu trợ nha quý vị. Rồi cái Nguyên Như đi qua cái phần thứ hai là những cái người này tâm họ yếu đuối lắm. Những cái người này rất là bạc nhược, rất là mụi lược. Cái tâm của những người này lơ đãng, khó có tập trung lắm. Chẳng hạn như quý vị vô thấy có những người trong lớp học không có tập trung được, giống như thầy giảng ở trên lớp mà cứ nhìn ra ngoài đường thấy những cây đào, chim hót líu lo, giống như là chỉ tập trung khoảng 10% trong lớp thôi, còn ai làm gì cũng phải distract. Cái thân tâm của những cái này rất là yếu, thành ra làm cái gì cũng phải để thầy nhắc bảo bạn học chung quanh đó, đừng có distract nữa, tập trung học đi, tức là người bạn chung quanh nhắc nhở suốt ngày luôn, rồi thầy cứ lợi cái lấy cái thứ khẽ 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 tập trung lại, tức là cái tâm của người này là yếu đó, quý vị. Rồi cái thứ ba,
cái người này thiếu chí nhẫn nại. Cái chỗ này á, là những cái vị này nè, lúc nào cũng chăn êm nệm ấm, được cưng chiều quá, thì quý vị thấy tưởng tượng những cái người này giống như những cái cậu ấm á, trong cái đình mà quá giàu đó, công tử bột đó quý vị. Thành ra những người này đó, dạ cái này là số 3, là thiếu chí nhẫn nại. Thiếu chí nhẫn nại là bây giờ quý vị tưởng tượng như là những cái cậu ấm đi, không có tiếp xúc được nghịch cảnh, nắng không ưa, mưa không chịu, đi ra trời nắng một chút xíu. Dạ số 2 đó anh Lý là thân tâm yếu đuối, nguyên như mới vừa nói đó, những cái người mà vô lớp học không có được tập trung đó, những cái người mà không có tập trung nè, tâm lơ đãng, không có tập trung được, người bạc nhược mụi lược. Còn người thứ, còn cái lý do thứ, cái nhân số 3 của hữu trợ là những người này không có chí nhẫn nại, nắng không ưa, mưa không chịu, ghét gió, kỵ mù sương, lúc nào cũng buồn rầu, đau đớn, nóng lạnh, lúc nào cũng có chuyện hết á, những cái cậu ấm đó. Rồi cái thứ tư, nhân sanh hữu trợ là những người này không từng thấy, chưa từng nghe những cái chuyện, những hạnh nguyện, những cái sự tu học của bậc hiền triết, thì những người này không có thấy được cái những cái việc làm ở trong cái những việc làm gì đúng mà gì hay. Thành ra khi mà mình đi vô chùa thấy bạn mình hùng phước với nhau thì mình cũng chậm nhất, chậm lắm, không biết cho như vậy có tốt hay không, mà không ai cũng chê mình, mà cho thì cho nhiều, suy nghĩ nhiều lắm quý vị. Tự có nghe không có biết được là tại sao người ta làm, tại sao người ta hùng phước, tại sao vân vân và vân vân. Thành ra khi mà không có được nghe được học của những vị chân đó thì mình làm cái gì mình cũng bị chậm chạp, gặp cái gì cũng ngơ ngơ ngác ngác hết đó quý vị, rất là khổ. Rồi thấy qua cái phần thứ năm là những cái vị mà những cái không có thuần thục trong việc làm, tức là như là thí dụ như đi vô trong bếp thôi đi, mỗi người ta một tay hết mà cứ mình đứng mình ngó ngó dòm dòm, em giúp được gì không vậy chị, dạ chị muốn em giúp gì không chị, cứ đứng hỏi hoài à. Mà thường thường trong bếp mà người tí cái người nào mà vô cứ hỏi hoài là người ta biết là người này không có biết làm. Tự vì khi mà mình biết làm á, mình vô là mình kêu là nhập gia tùy tục, thấy công chuyện quá trời luôn, giờ đâu mà hỏi. Thành ra cứ người nào vô, dạ có cần em giúp gì không chị, có cần em làm gì không anh, mà cứ hỏi vậy là biết rồi đó, biết cái người này là không thuần thục. Chứ nếu mà người ta làm được đó là ta nhảy vô ta làm rồi, không có gì, không có hỏi dữ luôn. Rồi Quân Như đi tới phần cuối cùng là phần thứ sáu, là có cái vật thực, khí hậu và trú xứ không thích hợp. Khi mà cái khí hậu của mình không vừa ý vừa lòng, mà vật thực mình không có ngon, thành ra khi mà mình được rồi cái cơ thể mình không có thích hợp, không có khó như vậy quá đó, thì tâm nó sẽ rơi vào cái sự bệnh hoạn, sự bực bội, từ vì ăn uống được nó sẽ uể oải, nó sẽ khó chịu. Thì khi mà mình đi ra làm việc hoặc là mình quyết định bất cứ cái chuyện gì đó, mình cũng mệt mỏi. Khi mà mệt mỏi thì mình phải nghĩ nhiều lần, cái đó chính là hỗ trợ rồi. Là còn nếu mà mình cái người khác cứ phải nhắc hoài, sao nay yếu vậy, mệt quá vậy, có cần giúp gì không, cứ cái gì cũng đợi bảo đó, là cái hỗ trợ của người khác hoài rồi đó quý vị. Hôm nay bài nó hơi dài nha, sorry. Nguyên Như định đi một cái phần mà thôi, để cái phần tâm tham cho quả phát khác biệt và tâm tham theo hợp đồng mình để tính bài sau ha quý vị. Nhưng mà cái bài hôm nay thì cũng rất là hay. Nếu mà như vậy bây giờ là 10:47 rồi, Nguyên Như nghĩ là thôi để cái phần mà mình ôm hoặc là mình bàn bạc với nhau, mình giờ sau đi ha, thì mình sẽ nói sâu hoặc là những cái ý kiến khác hoặc là những cái thí dụ đó, thì cái phần sau mình sẽ kết thúc ở đây. Dạ với sinh lý. Dạ bây giờ Nguyên Như con xin kính thỉnh sư Nguyên Thông có thể thay mặt chư tăng để mà chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay bạch sư. Nguyên Như xin dâng mít lại cho sư ạ. Phật Sapa Mangalang Ratkang Tu Sapa Devata Sapa Bhuta Nupa Veda Sothi Phavang Tu Te Phavatu Sapa Mangalang
Ratang tu sabba devata sabba dhamma nu fave na sada soti pavang tu te vavatu sabba mangalang ratang tu sabba devata sabba sangha nu fave na sada soti pavang tu te. Tất cả phước báu hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai. Dạ sau đây cô đạo trưởng cùng con con khi thính. Dạ đề quá ta san ti vi ha ra wa si ni ha re po thi re ta hin ta hen ta tham đa ne na pa tu pu ta so tinh ka ro te Thavi hara mandale Dera chaya na vachafit kawo samikada Napatakasa Gama desa ni gama Chasara sambhan Napasa pavantute cha pu cha ye bi cha anda sampa wa san se da cha ta atha wo pa pa ti ka nay na na kang tham ma wa rang pa ti cha te sap be pu duk kha sakaro tu sang kha yan tha tu chi sa tang tham mo tham ma tha ra ta buk ga la sang kho ho tu sa mak go wa at tha ya cha at tha ya cha am he kha tu sak tham mo sap be bi tham ma ya vi no vin thin sam pa pu ne ya ma tham ma vi yam ba we di te. Phước báo mà chúng con đã do sự phước báo mà đã trong sạch làm trong hồi hướng đến thân bằng thuộc đã qua tạng, ngọc cầu mong cho các vị hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch lai. Nguyện đây là nhân để đưa đến đạo quả niết bàn trong ngày vị lai. Và con, và một lần nữa con xin kính cảm ơn sư Thanh Tâm đã đến với đạo tràng và đã tham dự nhóm với chúng con ngày hôm nay. Kính cảm ơn Nguyên Như đã bỏ thời gian đã dành và chia sẻ những hiểu biết của mình qua bài giảng ngày hôm nay. Và kính cảm ơn toàn thể đạo tràng. Và con kính mời quý cô chú trở lại room vào ngày mai lúc 9 giờ dịnh đốn. Ngày mai sẽ là thời giảng của sư Pháp Tính. Dạ, con kính mời và chúc quý cô chú có một đêm lành và kính lại vào ngày mai. Dạ, con xin tạm biệt. Cho có một đêm an lành, một ngày an lành là thu sắc thu là giá. Dạ, con xin được trang.